Đó mọi người nghe gì cục cục không? Tay cài chốt mọi người, vô không được. Mọi người có nghe gì cục cục không ta? Hiệp xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang ở khu công nghiệp của thành phố Trà Vinh mà khu công nghiệp này cũ ngày xưa đó mọi người, kho gạo ngày xưa đó. Mà giờ người ta bỏ hoang. Thì hôm nay mình sẽ đi qua bên cùng bàn. Mình sẽ quay cái nhà của bà chị đó bỏ hoang mọi người. Thì bà chị đó chết hồi còn trẻ, còn chồng của chị đó thì sống một mình, ông có bà này bà nọ đó mọi người. Thì ông cũng có cờ bạc nữa, nhưng mà bây giờ thì ông chết rồi mọi người. Thì chỗ đó rất là linh. Lúc trước mình có lại đó, mình khám phá ban đêm một lần. Thì lúc đó mình có lợi là mình xin tài lộc, và mình nghe cái tiếng động ở trong cái cửa lúc ban đêm 9-10 giờ tối thì ghê lắm mọi người ơi. Thì giờ này cũng khoảng gần 12 giờ trưa rồi các bạn. Mình tranh thủ đi qua bển, mình phải qua một cái phà nữa. Rồi qua bển Hiệp sẽ gặp người bạn dẫn chỉ Hiệp đi. Rồi mời mọi người cùng khám phá với mình nha. Thì ở đây là đường qua bên cồn bàn nè mọi người. Hồi mình đi mình xuống dưới phà, mình sẽ phóng to cái màn hình ra cho mọi người xem cầu Cổ Chiên ha. Cầu Cổ Chiên thì cách bến phà ở đây là cũng nếu mà đi đường sông chắc tắt cũng có cỡ 5 cây số mọi người. Phà ở đây chút xíu nó mới chạy, 11 giờ trưa. Ở đây người ta bán đồ ăn đồ uống đầy đủ nè mọi người. Còn đi qua lúc bên đó là cái cồn cồn bàn của Lao Long Trị. Sẵn ở đây thì mình đi ra mấy sông, mình quay cho mọi người xem khung cảnh sông nước ha. Gì đó, phà đang chạy qua đó mọi người thấy không? Đó, phà đang chạy qua mọi người ơi. Đó là cồn bàn đó mọi người, bên đó đó kêu bằng cù lao Long Trị của thành phố Trà Vinh.
Còn đây là bến cảng cũ, khu công nghiệp cũ ngày xưa đó mọi người. Rồi phà vô rồi. Rồi mình xuống bến phà mọi người ơi. Ở đó là cầu cổ chiên đó mọi người, để mình phóng to ra cho mọi người xem nha. Cầu cổ chiên đó mọi người thấy không? Đó đó mọi người. Rồi lên đường đan nè mọi người ơi. Rồi tới nhà các bạn luôn. Rồi mình vô nhà người bạn nha mọi người. Để kiếm người bạn có nhà không ha. Em nấu phai với bánh mì. Phai bánh mì hả? Ở đây có bán mắm bần ăn với mắm cá cơm ăn với sầu này được nè mọi người. Hợp lý à. Mắm cá cơm. Có mức bánh tráng nữa. Đường đó đó hả? Ông Long uống cà phê chơi vui. Trời ơi, thì luôn bốn thằng em uống phê mỗi ngày đó. Tại vì không nên làm, ngủ làm ở trong phường 7, trong 16 trong á. Nay chủ nhật mới được ở nhà nè, mà ở nhà cũng có gì mặn sáng giờ, giờ số đi. Chúng ta chờ mình nổ không mặn có cũng được. Mới về xong. Ủa cái nhà của bà đó nãy đi ngang mà quên hẻm nữa trời. Gần nhau mấy gì á. Ừ. Ừ. Có nhà của hổng tôi cách nay 5-6 tháng phải không? Lâu à. Tôi vô tôi xin tài lộc cổ tôi không tôi, thường thường là tôi không sợ ma mà bà làm tôi sợ không? Tôi xin bên ngoài. Ở ngoài hàng ba mà xin hoài bà không cho, mà cuối cùng bà cho được con số gì đó mà quên, mà số bữa đó về chậm, mà cửa của bà là tôi tính là đóng chứ đâu có mở, mà tại sao mở ra mở vô tôi thấy tôi nói gì kỳ quý. Trời ơi nghe khó khăn khó khăn. Thì cái nhà đó cái cửa trái thì nó bên này. Cái hành lang ở bên này. Thẳng vô thì nó có cánh cửa cũng bằng tôn hay gì đó. Mà cái cửa đó thì không có khóa, dở ra dở vô được. Còn là hồi mà không chết đó, tôi bằng mộ trọng là đụng tôi nói
đụ má ông mà tôi bằng mộ cho ông mà đụ má ông để cho phá tác tôi là đụ tôi bỏ ừ. Là im re nghe làm cả tuần lễ là im re mà đụ mẹ bà nói chứ hả, buổi sáng thì mình ra làm hí cửa đó hí cửa đặng lòng chui ổ ghim điện á mà đụ mẹ chủ đầu vô là đụ má ốc á nổi á không thiệt tại vì hồi ổng còn sống là đụ mà ổng sơn sửa bê rồi nè là ban ngày vậy là nó qua 3-4 thằng chứ không phải là ít đâu mà đâu mà lùm cùm lụp cụp gì không cho nó mần rồi đâu nó chạy luôn à mần bê trong nhà ha mần bê trong nhà là lúc đó ổng còn sống ha ổng còn sống là bị ổng mướn người ta mần ổng mướn người ta làm nhưng mà đâu có bàn thờ đó là bà chết đâu hồi lâu lắm rồi mà không có chết ở đó chết đâu ha chết ở đâu á mà ta vợ người ta đem về người ta thờ thôi nhưng mà đụng nó vậy chứ bà lên nè bà không cho sửa bà muốn sao để vậy thậm chí là đồ mà ổng mấy thằng đó là ba bốn thằng mà nó chạy nó bỏ đồ nghề luôn nó vô nó kêu cái ông mà bán giấy đò là cái ông mập đó chứ không phải thằng lùng bữa nay là cái ông mập đó là ngang cửa đó rồi ra đồ mà ông đứng cho nó lấy đồ về là bỏ luôn chứ nó không có nói mằn mụn chứ mà hai tốp như vậy đó trời ơi mà bán ngày nè thì sắp bây giờ nó qua là làm đến 8-9 giờ là đồ có về rồi dân thường này kia bằng ngày đâu ai dám lại hả ngày đêm tốp thì đâu ai nữa đó làm gì còn sớm này hiện giờ là nó thẳng là không ai lợi đó làm gì thì nhà người ta mà mình có dính líu đâu mà lợi có thằng nhỏ kia cũng dòng họ bà con mà người ta lâu lâu vậy nó lợi nó bẻ trà vỏ dừa hoặc là trái mít cái xài gì đó người ta cũng có mít có xài trong vòng vườn đó bẻ vậy ta nhưng mà đặc biệt là không có nhát dân trong xóm nhát dân lại thợ làm bê lại thôi mình nhát trong xóm có làm gì nhát ví dụ vườn của người ta đó là vườn người ta bằng cỏ bên này thì cũng mất mớ gì mà nhát cái bữa đó bà làm cho con có lóc làm như bắp dế vậy không đụng trước cửa nhà bà cái đụng rồi đó tôi nói trời ơi trước cửa nhà có cây dừa nào đâu mà đụng dữ thần như trời mà nhìn thấy đâu trước cửa nhà đâu có cây dừa dừa bên hông thôi cái nhà đó là cũng như có cái nền nhà hết rồi đó rồi cái bắt đầu ngồi luyện công hồi cái cửa mở nha cái có cái đụng đụng trong nhà ông nội ơi bữa nói bây giờ vợ ngốc nữa mà chứ ở đây thì ai cũng biết vậy đó mà nhà của ông ta mình đi đâu là biết hướng thì thôi rồi mình đi vô cái ngôi nhà quan của anh chị ha. Ông anh này thì mình nghe nói là ảnh mất lúc năm mấy tuổi mọi người. Mất bao năm. Còn vợ của anh á thì mất hồi còn trẻ, lúc chắc hai mấy tuổi quá. Lúc hai mấy tuổi. Ngôi nhà này là nói chung bỏ rất lâu mọi người con của anh lâu lâu về quét mộ xong rồi đi lúc trước mình đã ngồi đây mình xin lọc nè mọi người nhà của anh là khá là khang trang luôn nhưng mà la phong thì bị bể cửa thì phá còn mộ của anh là ở đây nè mọi người thì cái lúc anh còn sống là mấy năm trước anh còn sống là cái nhà này đã có lâu rồi anh mướn thợ bê và dán gạch làm la phong nhưng mà không biết cái hiện tượng gì ở trong nhà là kêu qua đùng đùng là không cho thợ bê làm mọi người không biết mình có đi vô trong được hay không ha nếu mình vô được thì mình khám phá cho mọi người xem thì lúc trước mình xin lọc ở ngoài đó thì mình thấy có bóng dáng là cửa đây mở ra mở vô nè mọi người
Rồi. Đó mọi người nghe gì cập cập không? Tay cài chốt rồi mọi người, vô không được. Mọi người có nghe gì cập cập không ta? Cái tiếng động này là nói chung là thợ B là không làm được luôn mọi người. Đó. Đó. Còn đây là nhà tắm. Tiếng động càng ngày càng lớn luôn đó, đó mọi người. Ngôi nhà này bỏ lâu rồi, mình mở cửa không được. Ngôi nhà này khá là tâm linh mọi người. Đi mua hổm cách này 6-7 tháng trước mình có lại đây mình xin lộc, mình đăng trên kênh tâm linh cũng xin tài lộc. Là mình nghe tiếng động dữ thần lắm. Khóa mọi người. Nhắc cả trời. Mình không có vô trong được nha các bạn. Mình chỉ review ở bên ngoài cho mọi người xem thôi. Mọi người có nghe tiếng động không ta? Mình tính vô bên trong mình quay mà cửa khóa cứng rồi mọi người. Thì lúc trước đó, mình ngồi mình xin lọc tại đây nè mọi người. Là mình nghe cái tiếng con cá lóc nó ụp ở đây, một cái đùng ở đây nè. Mà cửa thì ở đó là mình thấy mở ra mở vô luôn. Mọi người ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Ai chưa cho like thì nhớ cho like. Thì ở đây đặt camera mà họ cũng được, nhưng mà nhà này bị phá mọi người. Bị phá. Mà với nhà mình, từ nhà mình lại tới đây cũng rất là xa. Đi qua cái phà đó mọi người cũng thấy ha. Mình chỉ lại đây mình review cảnh nhà của anh chị thôi. Xe thì của mình đậu ngoài đó mọi người cũng thấy đó, xe màu đỏ đó.
Rồi Hiệp xin kết thúc video ha. Hẹn gặp lại video bữa khác. Thì tới đây mình sẽ ra video cầu cơ. Nhưng mà ban đầu mình cầu cơ không biết có hiện tượng gì hay không. Nếu có hiện tượng lạ thì mình đăng video lên cho các bạn và mọi người xem ha. Rồi Hiệp xin nói là chào.